cái gì kìa, cái gì kìa, màu màu cái gì kìa. Ôi, 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 anh ơi, bóng gì kìa anh ơi, em vừa thấy bóng veo chạy qua phát kìa. Thật mà, em liệu, đây cam, cam soi được mà. Em vừa thấy bóng veo phát qua luôn đây. Ôi anh ơi, anh Hải ơi, anh Hải ơi, anh Hải ơi, anh ơi, biết ngay không bảo rồi. Ôi, về sẽ là ông lạ rồi. Chết bảo cái gì? Bảo bao nhiêu lần đúng quan. Đây 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 đây, cong 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 mày. Đừng quá đây, không ăn uống cái rồi. Anh, bé bé lên, bé lên. Đây ạ. Ôi, bảo thôi. Hai này không ăn uống gì. Anh đừng quay xe đi. Nên. Phải không? Đúng anh. Xe Hải mà. Ôi Hải ơi. Ê. Đấy anh ơi. Vài vài nấu cơm ăn cơm xong đi tìm tiếp nhanh lên. Đây. Cái này không cơm nước gì rồi. Qua tìm ở đây tìm rồi đây. Ê. Không không về. Về đi, ở đây có gì tìm ở đây. Bên này này, tìm đây có gì đâu mà tìm. Thôi đi. Đi về đi, không phải tìm em đâu. Thì về ăn cơm nước xong đi tìm tiếp. Hai ngày nay chưa ăn gì đâu anh Hải ạ. Mấy ngày nay không ăn uống gì thì chịu làm sao được. Trong người này người rất trông rất là chỉ tốt cẩu cứ cắm mắm này này. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, thấy đây này. Cứ đi về ấy xong ra tiếp. Đi. À không về, về ăn uống xong mấy ngày nay có ăn uống gì đâu. Không phải tìm nữa. Đi về không phải tìm nữa. Mày về đi. Đi về không phải tìm nữa. Nãy có ông gọi điện tưởng ấy nhưng mà không phải đâu. Không phải Sơn. Nhìn dáng giống nhưng mà cũng bảo thì không phải. Vừa trên kia xong rồi. Thôi. Thôi anh ơi, về anh ơi. Bỏ ra. Nói không nghe nhỉ. Tìm mấy ngày nay có thấy đâu mà tìm nữa. Về ăn cơm xong rồi đi tìm tiếp. Vậy thì sẵn cái đèn pin tối. Bây giờ Sơn cũng vậy, chỗ anh như này nó ốm ra đấy thì làm sao mà trụ được. Ê, đi đâu? Còn nữa đâu mà, ở đâu mà tìm ở đây? Em anh ra tìm hết rồi, anh ơi. Vào đi. Đấy, chỗ này không ở đâu đâu. Đi đi anh ơi. Về cơm nước xong đi đâu thì đi, đi tiếp đâu thì đi. Ông về, ông về, ông lo việc ông. Nhà về chắc là nhà cửa con cái thì cái này để ông có tôi mà lo. Mấy ngày nay không về nhà không ăn cơm nước gì đâu. Bảo tôi quay vào đi cãi tao mà. Đi xem gọi cho em bảo anh đâu không mấy ngày nay em về à? Vâng. Đi, rồi, 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 rồi. Đi, đi. À, đi tìm em tao. Vâng, ăn cơm xong rồi. Trông người, trông giống cái người hay cái gì? Mà không ăn được rồi. Sơn như vậy, anh bây giờ như vậy nữa, anh ốm như đấy đi làm sao tìm được nó. Có sức khỏe thì đi tìm được nó chứ. Đi với về trong tối xuống. Đi, cái em tao tìm em tao mà. Trông một người, người. Một mình anh tìm nó à? Anh em ai chẳng lo lắng cho nó à? Ô, anh cái gì kìa? Cái gì cái bóng bóng cái gì kìa? Ôi, em ơi. Ôi, anh ơi. Em ơi. Bóng gì kìa anh ơi? Em vừa thấy bóng veo chạy qua phát kìa. Thật mà, em liệu, đây cam, cam soi được mà. Em ơi. Em vừa thấy bóng veo phát qua luôn đây. Thật không anh? Thật mà, anh nhìn thấy rõ luôn, anh cho cam này, trong cam của anh này. Mày thật không mày? Em thà luôn đi, em thấy cái bóng chạy vèo lên phát thà luôn. Mày đừng làm tôi đòn nha. Em thà luôn, giống của Sơn lắm. Cởi trần đây ạ. Anh Hải đây. Sơn ơi, với anh đây. Anh nhìn thấy nó thật không? Em thà em nhìn thấy nó mà. Thấy vèo chạy, em thấy vèo qua phân. Nhìn lên. Nhìn lên.
Em thấy chạy vèo ngang qua đây một phát, em thấy không thấy nó đâu luôn. Ôi. Về đi, mắt phải hòa đi, về đi. Thật mà. Này, anh nhìn nhầm. Ôi, khóc cái gì nữa? Khóc cái gì? Tôi lại biết được cái gì không? Lại đến anh. Em thấy anh nhìn thấy nó mà em thấy bóng vèo không biết phải sơn không. Mắt hòa đấy, thật mà. Em thấy cái bóng vèo qua một phát luôn. Không sao mà em ghi lại được cái này anh ạ. Ủa anh khóc cái gì nữa? Ôi. Anh ra đi, anh quay trời trời. Chờ anh Hải về đi. Tối muộn rồi, cho anh về ăn cơm. Anh đi lang thang về, anh lại ngã bệnh ấy lại. Lấy đứa đưa anh Hải. Hai ngày nay không về nhà, chị Chen chị đã lo rồi. Đây này, em về tìm nó luôn đây này. Ôi, anh ơi, anh Hải ơi. Anh Hải ơi. Biết ngay bảo rồi. Ôi. Về nào ông lạ rồi. Chết bảo cái bảo bao nhiêu lần dùng quan. Đây đây đây. Đây con mày. Đừng qua đây không ăn uống rồi. Anh bé lên. Đây ạ. Ôi. Nó bảo thôi. Hai này không ăn uống gì. Anh đừng cướp phải xe đi. Nhân. Chưa khóa đâu. Ôi anh ơi. Anh Hải ơi. Thôi. Bình tĩnh không không. Không cho nằm kiểu này. Được. Ngồi. Cho anh ngồi đây. Cái này. Anh đi chơi đấy để em đi chơi này vào nhá. Lấy cho khóa. Giữ anh đi. Cổ thân. Trời giời ơi. Anh ơi, anh điện lên chị xe luôn anh nhá. Bỏ điện lên chị xe lên xong anh Hải lên nhá. Ôi, anh gất ở đấy rồi. Anh ơi, đã bảo rồi. Công an không uống suốt này đi tìm em khổ. Ôi.